Xin chào lại. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi có giường mới, giường đẹp và các loại đồ ăn, đồ ăn nè và cả đồ trang điểm, các loại đồ chơi. Tôi đây cho khi bạn muốn mua cái kẹp tóc của bố đằng kia thì để tôi sửa cho. Và đây là tất bẩn, và đây là tất nè, đây là khăn nè, và đây là các loại sản phẩm nếu bạn không có. Các bạn muốn và cái đằng kia có bác sĩ và bánh kẹo. Đâu bạn chia bạn chỉ em đây là công trình gì? Đây siêu thị. Đây là công trình. Nếu các bạn bị đau thì các bạn vào đây. Thì tôi sẽ chữa bệnh cho các bạn. Sau đó các bạn muốn ăn bánh kẹo thì các bạn hãy vào đây nhé. Ok. Thế ở đây là gì? Ở đây là các em đang ngủ. À đây là khách sạn, là nơi để các em vào trong để các em ngủ. Chứ còn đây là cái gì? Đây là giường của mình. Đây là giường của tớ, tức là tớ là chủ nhân của ngôi nhà này. Ngôi nhà của tớ có rất nhiều tiện nghi, nào là khu vui chơi, mua sắm, đồ sinh nhật, đồ bác sĩ. Còn đây là siêu thị đồ vặt để các bạn có thể chơi trang điểm, đúng chưa? Còn đây là tớ chủ nhân nè. Xin chào.